Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fun Channel. Trong video này thì mình xin giới thiệu tới các bạn một chương trình khuyến mại giảm giá cực sốc sẽ diễn ra vào 2 ngày cuối tuần tới đây. Và cụ thể thì chương trình này sẽ chỉ diễn ra trong 2 ngày, đó chính là ngày mùng 2 tháng 6 và ngày mùng 3 tháng 6. Với chương trình giảm giá cực khủng với rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Ví dụ như chiếc laptop Acer Astrid A515, một trong những sản phẩm được rất nhiều các bạn học sinh săn đón. Và mức giá hiện tại của em nó sẽ chỉ còn là 12.990.000 đồng. Ngoài việc được giảm giá tới gần 4 triệu đồng, bạn sẽ còn được nhận thêm bộ quà tặng lên đến là 1.500.000 đồng nữa. Hay chiếc laptop Lenovo IdeaPad 710S tuyệt đẹp với thiết kế siêu mỏng và nặng chỉ 1,16 kg, giúp tiện lợi cho những ai phải mang máy di chuyển nhiều. Chiếc máy này sẽ được giảm giá trực tiếp lên đến là 2 triệu đồng. Kèm theo đó thì bạn vẫn sẽ được tặng kèm đó là một thẻ điện thoại hoặc tiền mặt trị giá 200.000 đồng khi mua máy. Thật quá tuyệt vời phải không nào? Và nếu bạn đang cần một giải pháp bảo mật tốt hơn cho chiếc máy tính của mình thì hãy đừng ngần ngại chuẩn bị đến ngay Phúc Anh để có thể mua ngay phần mềm diệt virus BKV Internet Security hay Kaspersky Internet Security. Cái phần mềm này sẽ đều được giảm giá còn 180.000 đồng cho phần mềm BKV và 240.000 đồng cho Kaspersky. Lưu ý mức giá này sẽ chỉ áp dụng với bản mềm có bản quyền trong vòng 12 tháng. Ngoài ra thì chúng tặng có các sản phẩm giảm giá khác như là điện thoại này, pin dự phòng vân vân. Và cụ thể chi tiết hơn, mình sẽ để link chương trình khuyến mại tại phía dưới phần mô tả nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.